Thật sự thì khi mà chúng ta tập luyện theo lối này đó thì cái sự chênh lệch nó sẽ rất là bé thôi. Giống như là khi mà các võ sĩ nhau mà chúng ta không có thực hiện những đòn nghiệp mà quá kiểu như là năng động. Ví dụ như chúng ta có thể thấy được cái đòn đó, nhưng mà ví dụ lấy làm cái đòn đó hay làm động tác đó nó có thể gây tới chấn thương hay nguy hiểm, thì nó dành cái hình thức đó để cho những cái chính là buổi thi đấu. Thì những buổi này thì chúng ta rèn luyện cái bản thân là những kỹ năng của mình, cũng như tiếp thu cái cách của người võ sĩ kia di chuyển là chính. Nó rất là không có mang cái hình thức là chúng ta cần hơn thua với nhau đó. Thì như vậy đó thì chúng ta sẽ đạt được đúng cái tiêu chí của cái buổi tập, và chỉ thấy các em đều làm được cái chuyện đó. Có nghĩa là những cái buổi tập cũng từ buổi lúc giật hay là lúc đánh boxing, tập đoàn tay chung với nhau thì nó đều có cái hiệu quả của nó, để chúng ta biết cái điểm yếu của mình hay là học hỏi được cái những cái gì mà tốt của đối phương. Theo quan điểm của anh thì cái điều gì cần bổ sung với các võ sĩ Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai để mà sánh vai được với các võ sĩ ở nước ngoài? Để mà nói tổng quát thì nhiều, nhưng mà để mà mình đi vào trực tiếp để cho mọi người có một cái hình thức nó dễ hơn đó, thì thường là các võ sĩ Việt Nam mình hay có nghĩa là có một cái phần chuyên môn, một cái khâu chuyên môn nào đó trong võ thuật. Một là họ đánh kickboxing hay là muay thái hay là karate hay là đô giật hay là jiu-jitsu gì đó, họ thiên về cái hình thức đó, thì ngay cái không gian đó thì họ làm rất tốt. Nhưng mà khi bước vào không gian MMA thì nó mở rộng, có nghĩa là những cái đòn như là ví dụ như muay thái đòn này á, thì nó sẽ không hợp cho MMA, tại vì nó có cái chỗ hở khi mà mình có thể bị giật hay khóa xiết, hay là ngay cả giật khóa xiết. Ví dụ như đòn này chúng ta có thể giật trong khóa xiết được, nhưng mà đánh MMA không được tại nó hở cho cú đấm. Thì nó, có nghĩa là cái sự mà kết nối nó lại với nhau á, để thực hiện tốt trong MMA thì chưa thấy cái chuyện đó, chưa thấy các võ sĩ thực hiện tốt cái khâu đó. Có một số võ sĩ nhưng mà không phải là cái số đông. Thì chỉ nghĩ là nếu mà các bạn có cái sự liên kết lại với nhau, có cái sự tập luyện để mà nó nằm ở trong không gian chuyên về MMA nhiều hơn, thì nó sẽ thuận tiện hơn. Chứ cũng thấy giống như là thí dụ như có nhiều cái môn vật mà chúng ta phải dùng ghi, thì nhưng mà trong MMA không có ghi, thì như vậy nó sẽ khi mà thực hiện trong MMA nó lại khó khăn. Hay là có những cái đòn đánh, nếu mà đánh kiểu này trong không gian không có vật thì rất là tốt, rất là thoải mái, nhưng mà đánh kiểu này trong không gian có vật thì không thoải mái. Nên chúng ta phải có nghĩa là sàng lọc lại những cái đòn thế mà chúng ta có thể thực hiện tốt trong MMA. Câu hỏi cuối cùng, nãy em cũng nói chuyện với các bạn thi đấu tại chung kết Lion Championship và các bạn rất là háo hức cho cái việc giành đai. Vậy với quan điểm của anh Chí, với cái người tư cách là chủ một cái lò võ chẳng hạn vậy, anh muốn cống hiến cho khán giả cái đêm hôm đó ở những cái trận đấu thuần MMA chẳng hạn là đánh nằm, hay là anh muốn các võ sĩ của mình nhanh chóng hạ gục đối thủ và sớm có chiếc đai? Thường là chúng ta đang nghĩ tới một cái trận trên đai nó hấp dẫn, nhưng mà nó rất là nhiều lần mà mình xem là cái trận trên đai nó lại không hấp dẫn, vì khi mà võ sĩ quá xem trọng cái đai đó đi nên họ đánh rất là dè dặt, họ sợ nếu mà họ lỡ thì nó thua, trong khi những cái không gian khác họ đánh rất là thoải mái, nhưng mà bước vào cái trận trên đai họ lại đánh không có thoáng bằng đó, thì cái đó nó làm cho họ thể hiện không tốt bằng mà trận đấu cũng không hấp dẫn. Thì cái này nó cũng tùy theo võ sĩ thôi, nhưng mà nó rất là thường xảy ra như vậy. Thì vì thí dụ như hai võ sĩ đã có cái đẳng cấp rồi, bất kỳ ai cũng có thể đánh rớt người kia hay như thế nào đó, thì nó không hấp dẫn cho người xem. Nhưng mà ở đây chúng ta đang bước vào một không gian MMA chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam, và để nó là chuyên nghiệp á, thì nó phải có khán giả. Nếu mà chúng ta đánh đây giờ chỉ giành đai thôi mà không cần hấp dẫn khán giả đó, thì nó không có phát triển được đi xa hơn. Có nghĩa là nếu mà không gian nghiệp dư thì ok, chúng ta đánh cho chúng ta, đánh để lấy thành tích. Nhưng mà trong không gian chuyên nghiệp á, là chúng ta đánh cho khán giả để có nhiều người yêu thích, thì chúng ta mới có cái giải thưởng to lớn được, lần sau chúng ta mới có tài trợ. Thì cái đó là một cái yếu tố mà chỉ thấy các võ sĩ Việt Nam không phải ai cũng chưa thấy được, tại nhiều đây là không gian chuyên nghiệp lần đầu tiên mà, nên chúng ta chưa có thể hiện cái hình thức mà để cho khán giả.
Nên mà khi mà chúng ta để cho khán giả thì nó sẽ làm cái trận đấu hấp dẫn hơn, chúng ta sẽ có nhiều fan hâm mộ hơn và sau này nó sẽ có đưa tới cái giải thưởng hấp dẫn hơn. Thì chỉ mong là các võ sĩ cứ đánh cống hiến, đánh nằm, đánh đứng gì cũng được. Đánh kiểu nào nó cũng hấp dẫn nếu mà mình cống hiến. Còn nếu mình đánh quá e dè, quá an toàn thì nó không dẫn tới chi cảm giác nó hơi ích kỷ. Nó không dẫn tới một cái sự coi như là lan tỏa cái năng lượng hấp dẫn ra cho mọi người. Vậy thì một hỏi nhanh là vậy thì cái tinh thần của Võ Đường Liên Phong tại chung kết Lion Championship lần này là như nào? Võ Đường Liên Phong thì chắc Nam cũng em Dung cũng thấy là từ cái trận đầu tới bây giờ cũng luôn cống hiến thôi, cũng luôn là kích thích là các võ sĩ là phải chủ động tấn công, không đứng có khả năng tấn công ngay không gian tấn công được là tấn công, không có đợi gì hết. Thì cũng sẽ như vậy. Thì nó chỉ có một hình thức đá giống như là đá banh chứ thường hay ví dụ là tấn công, chứ còn mình dè dặt quá nó không hấp dẫn, mà không hấp dẫn thì nó sẽ không, nó không có phải là đi cùng với cái đam mê mình yêu thích đấu võ mà, thì mình thể hiện đi chứ đợi gì. Ok, em cảm ơn. Cảm ơn. Chào xin tấm hình anh chị ơi.